kênh của tụi em hôm nay đã được 20.000 sub rồi. À, kiểu như giống như mình hay ăn đi 5 món đi. 5 món hả? Không được đâu, ăn mừng sub mà ăn vậy là quá ít nha. Cái này tôi ăn nhiều món. Mình phải ăn 10 món. 10 món luôn rồi nha. Đây, 1, 2, 3. Cái áo ngoài cái kìa kìa đó. Anh biểu diễn cái chiêu gì mà hất cái lửa bay lên không? Dữ đấy, dữ đấy. Trời ơi, trời ơi, cái bàn ốc này, đại tiệc ốc nho nhỏ mà của vợ mình làm bất ngờ mình quá cả nhà ơi. À, Hùng cũng tối quá, Hùng lên không kịp cả nhà. Nên thôi để hình Hùng ở đây nè. À, coi như Hùng đang chung vui với đang ăn mừng 20.000 sub Linh ơi. Wow, chúc mừng nha. Rồi, ba. Vô. Hết nóng rồi. Hello, xin chào. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh YouTube của Bảo Sơ Lộc nha. Thì hôm nay em đang đứng ở địa chỉ là 80 Vĩnh Khánh, quận 4, ở một địa điểm là quán ốc của cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã ủng hộ vợ chồng tụi em. Kênh của tụi em hôm nay đã được 20.000 lượt sub rồi. Thì không biết là anh Lộc bây giờ đang đi giao hàng, không biết là anh Lộc có cập nhật được tình hình này không. Thì em sẽ gọi điện cho anh Lộc để tạo một cái bất ngờ cho anh Lộc nha mọi người. Để em gọi anh Lộc thử nha. Em sẽ gọi điện cho anh Lộc nha cả nhà. Alo, anh đang đâu vậy? Em đang mới gửi địa chỉ cho anh á. Em mới gửi địa chỉ cho anh á, anh chạy qua địa chỉ của em gửi đi. Rồi, anh đang ở công đảng nè, để anh chạy qua liền. Dạ rồi. Thì vợ chồng tụi con rất là cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã ủng hộ vợ chồng tụi con nha. Bây giờ thì mình cùng nhau ăn mừng 20.000 lượt sub nè cả nhà. Dạ anh Lộc, để xe bên kia đi. Mới đi giao mấy set quà luôn. Còn mấy set còn quay clip luôn. Đấy. Còn mấy set chưa giao xong. Vậy mình phải cảm ơn cả nhà chứ mình phải cùng nhau mừng 20.000 được sub rồi đó. Ghê vậy. Bụng đang đói nữa. Thôi để anh cất xe cái vô mang mấy set này qua luôn rồi quốc nha. Rồi. Cảm ơn em nha. Như mình cũng bất ngờ cả nhà. Anh đang đi giao hàng, anh đâu có biết gì đâu đúng không? Đúng rồi, anh đang đi gửi hàng. Nhưng mà cũng nhanh đó ta. Mà hồi sáng anh coi là mới có 19.900 mấy thôi. Mình nghĩ cứ mỗi ngày lên được khoảng 10 tới 20 sub là mình cũng vui rồi. Nhưng mà clip lớp vỏ lên hình như là mấy em bên lớp vỏ cũng vô sub nhiều á. Rồi. Thì ăn hôm nay ăn cái gì? Mình ăn ốc thôi chứ sao. Món ăn người thích luôn, món ăn người thích của thanh niên luôn cả nhà ơi. Thì quán ốc mình đang đứng là ốc Diễm đúng không em? Ốc Diễm ở 80 Vĩnh Khánh, phường 10, quận 4 nha cả nhà. Rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ để tạm xét vào đây, mình sẽ qua cùng với vợ mình coi vợ mình order món gì cho mình nha. Hồi hộp quá, nhưng mà anh đói đó em. Order món rồi. Chị là chị Diễm hả chị? Hôm nay gọi cái cho chị. Rồi. Em đem lên chị xíu nha. Rồi cho em nhắn. Bên đây sao em biết được quán của chị Diễm vậy? Tại vì em vô tình thôi cả nhà, em chạy ngang qua thì em thấy rất là nhiều món ốc luôn. Rất là đa dạng cho nên là em có tấp vô. Hôm nay thì chắc là sự kiện 20.000 sub thì cũng nhìn cái ốc của chị hấp dẫn quá. Mà hỏi trước thông tin bên quán của chị đem để giới thiệu tới cả nhà. Trước chị bán gà ghẹ lớn lắm. Mà tại vì sau này lúc này á ghe nó nghỉ á, nhưng mà hàng á gió nên càng nhỏ chứ chị bán càng lớn. Dạ. Chị cho em hỏi là bình thường quán mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ á chị? Chị mở từ 4:30 cho tới 4:30 sáng. Thì ở đây là mình chuyên bán về những cái loại ốc cũng như hải sản đúng không chị? Đúng rồi. Ngoài ốc ra mình có món gì nữa không? Thường thường thì chị có bán kèm thêm lẩu, nhưng mà lúc mà chị ít có bán lẩu. Dạ. Em thấy có mực nè.
Mực này là chỉ xào mì này kia nữa. Chỉ có mì xào là mực xào mì hoặc mình nướng sa tế. Dạ. Hoặc là xào sa tế. Một phần bên mình thì giá khoảng bao nhiêu rồi chị? Tầm giá 70, 80 có, 90 có. Như ốc hương là hơi cao, ốc hương với càng ghẹ là hơi cao. Dạ. Hương thì chị bán theo một phần như vậy, 2 lạng là 140. Còn số trứng muối với phô mai là 150. Dạ. Càng ghẹ thì 160. Dạ. Hàng chị em thấy có cái tô trứng muối rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Rồi, bây giờ chắc mình sẽ order đi em. Hả? Order dạ. Để chị Diễm ghi. Sở Dương này chị hết hàng. Anh nghĩ là mình nên ăn mấy món? Thì ăn kiểu như giống như mình hay ăn đi 5 món đi. 5 món hả? Không được đâu, ăn mừng sức mà ăn vậy là quá ít nha. Chứ em tưởng ăn nhiều món. Mình phải ăn 10 món. 10 món luôn cả nhà. Nay món thì bình thường là ăn có 4 món tới 5 món rồi đó. Ràng gấp đôi luôn hả? Vui quá cả nhà ơi. Rồi thì nướng mỡ hành á. Em order mình ăn xò đẹp hoặc là chém chép mỡ hành. Trước em cái món này. Hào mỡ hành. Rất là thèm món này. Món gì vậy? Xò huyết hấp là có. Xò huyết hấp là có. Xò huyết nấu là có. Tại vì vợ mình thích ăn món đó lắm cả nhà. Cái đó là rồi, luộc bơ. Luộc chứ, luộc là có. Em gọi món nha chị. Rồi. Món đầu tiên là hồi nãy xào huyết em có thể cháy tỏi với tép mỡ hoặc là em xào bơ em luộc la cốt nướng mọi. Dạ, lấy em một phần luộc la cốt nha chị. Dạ. Em thấy có nghêu, em gọi là nghêu hấp thái. Ok. Nghêu hấp thái. Xà lông bình thường mình làm món gì chị không? Mình nướng mỡ hành, mình hấp xả, hấp thái. Nói chị có vậy thôi, nướng muối. Dạ. Nướng muối ớt hả chị? Đúng rồi. Em nghĩ là chắc là nướng đi. Dạ. Mà xà lông nướng nướng muối đi. Dạ. Em con này con ốc gì ta? Ốc này ốc gai, cái này mình có thể nướng mọi, mình hấp xả, thịt nó ngọt, nó giòn lắm mấy em. Em đụng nữ nha. Đúng với cái tên của nó luôn cả nhà. Gai quá trời gai. Có người gọi là xương cá nhưng mà nó ngon lắm á, em ăn thử nó giòn lắm. Cái này mình làm món gì được chị? Em luộc cũng được hoặc em nướng mọi. Dạ, vậy cái phần đó em ăn nướng mọi nha chị. Rồi. Ok. Dạ, em sẽ gọi nha. Sò điệp bự với ta. Đúng rồi, hàng to. Dạ, xò điệp em nướng phô mai. Dạ. Là 5 món đúng không chị? Đúng rồi. Ốc hương. Ốc hương mình có thể làm trứng muối, cháy tỏi, bơ tỏi, xào me. Dạ vậy chắc em làm trứng muối. Trứng muối. Nhưng mà em quên một món bên đây rồi. Làm món gì vậy? Hàu. Hàu. Hàu nướng phô mai. Phô mai. Hàu nướng phô mai đây của chị cũng ngon lắm. Dạ vậy chị lấy em thử hàu nướng phô mai nha chị. Theo con đúng không chị? Đúng rồi. Lấy em 5 con đi. Dạ. Em có ăn thử rang muối bên chị, em rang muối của chị cũng ok lắm. Rang muối là cà na hả chị? Cà na hoặc là càng ghẹ. Hoặc là em càng ghẹ em làm xào me, cà na em rang muối. Anh muốn ăn gì? Em nghĩ là càng ghẹ là món mà chị tâm đắc á. Thì làm giùm em xào me đi. Rồi. Đó, cho dễ ăn. Vậy thì cà na rang muối. Rồi. Okay. Mấy món rồi chị? 9 món nè. 9 món. Cái này là ốc bu lót đúng không chị? Cắt làm một dĩa mì nó là mì ok em hả? Mì em xào tôm mực hay là em mì xào ốc giác. Ốc giác để chị xài hàng tươi nha, chị không có xài hàng đông mà ốc giác nó to lắm luôn á anh. Ốc giác rồi. Này nhỏ rồi, mấy ngày mà không có gió thôi, ốc giác bự lắm. Hay là em ăn mì xào ốc giác đi. Sao là em kết hợp ốc giác với mực được không? Được á. Mì ốc giác mực. Rồi. Rồi 10 món nè cả nhà. Thôi bây giờ mình sẽ quay cảnh chị làm vài món á, sau đó mình sẽ lên bàn nha. Ok, cảm ơn chị Diễm nha. Em cảm ơn chị nha. Dạ. Em cứ quay sờ qua cái thôi. Món này nhìn hấp dẫn quá. Hay là đây là món càng ghẹ rang muối á. Hay là mình đổi qua càng ghẹ rang muối ta. Ủa? Nên là càng ghẹ xào mè. Xào me. Nhưng mà mình cũng có cà na rang muối mà. Ok. Bây giờ sẽ quay thử cái càng ghẹ của bên anh nha. Quay cận như là lông lúc mà bỏ càng ghẹ vô nè. Khi nào mình bỏ vô được anh? Nó kẹo lại luôn đúng không? Mà đói quá em. Thấy cái mùi này ở đây em đứng đây mà cái mùi nó dậy lên nó cả nhà. Chịu không nổi luôn. Vô 1, 2, 3
nó sẽ áo bên ngoài cái càng ghẹ đó, nó làm cho cái càng ghẹ nó sẽ thấm cái vị muối luôn á. Anh đi giao hàng chiều giờ anh đói quá rồi mà nghe mùi đó đúng không, nghe mùi là không chịu nổi rồi cả nhà ơi. Nào chị Diễm, quán mình bán ở đây bao lâu rồi chị Diễm? Quán chị bán ở đây tính ra là hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm rồi. Trước cũng mấy năm rồi. Trước mở chỗ khác đúng không chị? Chị bán ở Tôn Đảng. Dạ dạ. Ồ, Tôn Đảng là ngoài đó là khu đó cũng là ốc này kia cũng đỉnh luôn á. Rồi bây giờ mình ra bàn chờ món nè cả nhà. Ốc ngựa. Nó có vằn vằn nè. Dạ đúng rồi. Gọi là ốc ngựa. Đây là sẽ có kim tây á để mình xỏ. Cái này mình ăn cái kim tây nó dễ lễ hơn là cái cây này. Dạ. Cây tâm thì nó dễ bị gãy luôn. Mấy món bên em chắc anh chị đang tăng tốc quá cả nhà. Đó. Nhiều hấp thái. Chị Diễm có chi nhánh không chị Diễm? Không rồi, chị có ở đây. Ốc ngựa chị, cái trong dưới này 3 món nè. Đây là nghêu hấp thái. Sau nó sôi lên là mình sẽ bỏ nghêu vô. Rồi, vô. Wow. Nhanh đấy. Rồi, đi. Thêm một xíu gì nữa nè. Sao tới món Thái thì nó phải cay đúng không anh, nên thêm một xíu không? Rồi hay quá ha, đổ cái đó vô cái nó hết sôi luôn. Rồi ok Long. Chị cái này á chị, mình úp cái này là úp cái thau là để công dụng là cái gì? Tại cái này là chị nướng sò lông để nướng sống á. À. Có em sò lông có chị nướng sống, cái chị không có để hàng dụng rồi. Dạ dạ. Dụng rồi thì nướng dễ còn hàng dụng rồi. Dạ dạ, cho nó kiểu cho nó ủ cái hơi nóng lại á cả nhà. Dạ. Bung ra là nó chín hết luôn. Rồi, ok. Oh, cái mùi kìa. Đây là mình làm món mì xào đặc biệt. Mì xào mực với ốc giác. Nhìn hấp dẫn quá. Anh thường á những cái món mà mì xào này nè anh. Và một phần mì xào hải sản á là sẽ có mực với tôm luôn hả? Anh biểu diễn cái chiêu gì mà hất cái lửa bay lên không? Dữ đấy, dữ đấy. Mình mà sốc cái là nó văng hoàng ra ngoài luôn cả nhà. Ok. Khi nào mình bỏ mì vô anh? À bây giờ bỏ mì vô luôn. Thơm quá. Anh sẽ làm tơi mì ra nha, để trộn đều với rau muống rồi rau ốc rồi mực. Anh làm bếp bao nhiêu năm rồi? Mấy năm rồi không? Thấy kinh nghiệm xóc chảo là thấy uy tín rồi đó. Rồi. Thơm quá Long. Hửi mùi là chỉ muốn gấp luôn ăn luôn. Tuyệt vời. Rồi ra dĩa nha. Anh ra dĩa đem cầm ra bàn luôn cho. Rồi đổ vô nha. Wow, nhiều đồ ăn lắm cả nhà ơi. Một phần nhà là bao nhiêu anh?
140 là quá uy tín rồi. Có gì nữa không? Em bưng ra cho. À mỡ, tấp mỡ. Em ăn ít tấp mỡ lắm nên cho thêm đi. Nó chút xíu đó thôi. À, ok. Đi thôi. À, thì chắc mình ăn 1 phút 30 giây. Mình phải làm vậy nào. Yeah. Yeah. Vô. Ủa là sao chị má là như là tập trước đó. Là chụp sao, chụp sao kiểu gì? Vậy nè. Tụi tao. Vậy làm gì nè? Ở ngoài nhìn vô, đúng rồi, đây là 20. Thì làm đi rồi em. Em bắn tim đi. Cho nó đỡ mạnh mẽ. Thôi, vô. Trời ơi, trời ơi, cái bàn ốc này. Đại tiệc ốc nho nhỏ mà của vợ mình làm bất ngờ mình quá cả nhà ơi. Trời ơi. Nhưng mà con hầu cơ. Nhìn món nào món nấy thấy nó cũng bự bự á em ơi. Em á là em chưa bao giờ ăn cái ốc gai này luôn cả nhà. À. Nó lạ quá, lát nữa em sẽ ăn thử xem cái vị nó như thế nào nha. Nhưng mà bây giờ thì ăn có một chiến thuật để dành cho buổi tiệc ngày hôm nay. Đó là 20.000 subscribe thì mình sẽ ăn theo thứ tự đi. Vợ chồng mình sẽ ăn với vợ mình 1, mình 2, vợ mình 1, mình 2. Ăn từ hai cánh dạt vô. Rồi, bà ông bà cô chú và quan viên hai họ cùng đến với buổi tiệc nhỏ nhỏ của vợ chồng mình. Mừng 20.000 sub. Mời cả nhà nha. Ok. Con này thì... Vậy là em sẽ ăn từ bên đây vô đúng không anh? Đúng vậy. Nhưng mà con này thì mình phải dành tặng cho vợ mình trước thôi. Cái con sò điệp gì mà nó quá bự rồi các em ơi. Mời em dạ. Nha. Em cảm ơn nha. Sò điệp nhìn hấp dẫn ra luôn. Trong lúc đó thì anh cũng phải ăn thử một phần mì xào. Sò điệp em sẽ chen nước mắm thôi. Ôi, camera ơi. Hấp dẫn quá. Chị cắt ra rồi. À, chị cắt ra làm đôi cho mình dễ ăn đó cả nhà. Bự quá nên chị cắt ra rồi. Ăn thử. Thơm quá. Ăn mà nghe cái mùi sò điệp nó toát ra. Béo ngậy luôn. Mê liền. Wow. Đỉnh đó. Ngon lưỡng nha. Ăn cái béo béo xong mình chỉ muốn xúc một miếng nước của nghêu hấp tái. Không cuốn lại được, em sẽ ăn món tủ của em. Món tủ của em là món sò huyết đúng không? Dạ, sò huyết là có mấy bạn em ho quá cả nhà. Chưa hết ho nữa, mọi người thông cảm nha. Coi chừng nha. Thủy để em tách ra. Chừng tàu mỏng á. Đợi sò huyết luộc la cốt nha cả nhà. Sẽ chấm với lại muối tiêu chanh. Đúng là những món ốc này thì các tín đồ của món ốc sẽ không có thể cưỡng nổi rồi em ơi. Quá là ngon luôn á. Rồi cái này đúng là sò huyết mà nó tái luôn á cả nhà. À. Em rất là thích ăn cái món này. Mời camera nha. Sò lông, cũng sò lông đi em. Sò lông, cái này là nước muối ớt đúng không? Hay là nước tiêu xanh? Nước muối tiêu. Và tiêu này là tiêu xanh. Hey. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Wow. Em không biết ăn tiêu cho nên em sẽ dốt. Thấm vị lắm. Cắn vào cái hộp tiêu nó nổ bụp một cái. Mà em nói là ai mà biết ăn tiêu á là thơm lắm mà. Thơm lắm em. Mà tại em không biết ăn tiêu.
Wow, tuyệt vời nha. Sò lông nó tiêu mập luôn anh. Đúng rồi. Nhưng mà ăn tiêu vậy thì anh nhớ tới những người anh em ăn cay của anh quá. Và vua ăn cay đó là Funny Hùng. Mình phải gọi để mình chia vui với Funny Hùng thôi. Anh phải gọi cho anh Hùng thôi em ơi. Hồi nãy á, em cũng dự định là sẽ rủ anh Hùng ăn mừng súp với mình. Nhưng mà nhớ là anh Hùng đang giao đậu phộng. Mình gọi, mình gọi hẹn, anh gọi hẹn Hùng quê, hả? Đúng rồi, gọi hẹn Hùng nhưng mà anh Hùng lên đây không kịp. Dạ. Nên mình sẽ gọi hẹn. À, cái nước sốt. Em thấy chị có rắc những cái trứng muối ở phía trên luôn cả nhà. Hấp dẫn quá. Hello. À, Bánh Hùng anh Lộc thì đang gọi điện cho anh. Hello anh Hùng. Chào em. Anh Hùng hay tin Võ Sinh Lộc được 20.000 sub rồi cả nhà ơi. Nhưng mà tiếc là Bánh Hùng đi không được. Ông mình phải hẹn một bữa có anh em nữa. Giống như là buổi tất niên này kia đó. Mấy anh em mình gặp xong mình chia vui nha với nhau. Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Rồi nhất định. Rồi Phinh Hùng chúc khán giả đi Phinh Hùng. À, chúc khán giả lúc nào cũng xem clip của Võ Sư Lộc. Và ủng hộ đậu phộng của Phinh Hùng. Trong năm nay khán giả sẽ có được những sản phẩm ngon của anh em mình để mà thưởng thức vào dịp Tết. Rồi hôm nay thì Hùng cũng tối quá, Hùng lên không kịp cả nhà, nên thôi để hình Hùng ở đây nè, coi như Hùng đang chung vui với kìa. Anh Hùng cũng đang gần đây, cũng ly thôi nè anh Hùng. Cũng ly đó. 1, 2, 3 vô. Rồi có gì ngày mai lên clip này Phinh Hùng sẽ comment 1 nha. Wow. Ok rồi. Hẹn Hùng là bữa sau chiến nha. Dạ, bye bye. Anh em chơi vui nha. Ok, bye bye em. Bye bye anh Hùng nha. Dạ. Chắc anh Hùng mới đi về đồng phòng kìa. À. Ở dưới quê đúng không? Đúng rồi. Nhân đây thì, ủa anh Linh cũng mới gọi mình luôn cả nhà. Để gọi cho Mập Phút coi. Đây là những người anh em mà đã đi cùng với mình thời gian đầu. Nhưng mà ê! Đang đâu vậy? Wow, cả nhà ơi. Đây là anh Linh Mập Phút. Gì vậy? đang ăn mừng 20.000 sub Linh ơi. Wow, chúc mừng nha. À. Đang Long quay đúng không? Long quay. Chá quá nè, chá quá nè Long ơi. Chá đẹp quá, chá đẹp quá. Chá đẹp quá nè. À. Hôm nay Linh đi đâu trễ vậy? Tao là đi em cũng đi quay mà. Em ăn mừng anh Lộc được 20.000 sub. Chạy đang quay quận 4 không? Có quay quận 4 chạy qua đây. Em quay ở ngoài Bình Dương. À, ủa đi xe máy luôn hả? Dạ để phán xe lại nói chuyện. À ok. Dạ đang ăn gì anh? Đang ăn ở đâu? Đang ăn ở đây nè em. Đang ăn ở đâu? Đang ăn ở quận 4. Quận 4 hả? Ờ. À. Ờ. À. Có ai quay em nữa rồi. Hello Linh. À, Phụng tạo bất ngờ. Phụng tạo bất ngờ cho anh. Phụng hẹn anh ra quận 4 rồi xong rồi có một chậu ốc nhỏ nhỏ nè. Không, chậu ốc này không nhỏ nha. Trời ơi, nhân đây thì xin dí của Hùng rồi. Bây giờ xin dí của Linh. Linh nha. Xin dí của Linh có những clip triệu view. Em nhả dí là. Ôi, nhả dí. Hẹn anh Linh làm một bữa sau. Anh em mình sẽ cùng nhau ăn mừng nha. Tao nói chứ em bây giờ phải xin dí ngược lại anh đó. Em có cái kênh kìa. Kênh mới em đó. Nhân đây thì cái nhà qua ủng hộ cho Mập một sub ở bên kênh Mập Food Vlog nha. Linh cũng có một kênh phụ á cả nhà. Và kênh chính thì là Mập Food. Kênh phụ là Mập Food Vlog nha. Phân Đi Hùng thì cũng có Phân Đi Hùng Vlog nữa. Đó. Rồi bây giờ
bây giờ lên chạy về đúng không? Anh em từ cửa khẩu bây giờ là 11:30 khuya rồi đó mà vẫn còn bay đó. Còn là làm việc cho các anh em nó ngại nhiều không ủng hộ nè. Ồ, phải ủng hộ cho anh em mình thôi cả nhà ơi. Chụp tấm hình cho bé Linh nè. Mà nhớ họ cho lắm nha. Rồi ok. Rồi dạ. Và cẩn thận nha em. Dạ thôi thôi anh chị em ăn uống vui vẻ nha. Hai chị em dài con ngào nha. Ok. Ok Linh. Dạ, dạ. Bye bye em. Dạ bye bye Linh. Bye bye. Bye. Rồi ok. Đó là những người anh em của mình đó cả nhà. Nên hôm nay thì vợ mình tạo bất ngờ cho mình rồi. Mình cũng muốn chia sẻ với những người anh em nữa. Rồi, thì bây giờ buổi tiệc tiếp tục thôi. Mấy anh em cũng đã chia vui với mình rồi cả nhà. Hồi nãy em đang review món ốc hương trứng muối. Cái xong em nghe tiếng của anh Hùng đó mà anh gọi đường cho anh Hùng á. Thì chưa kịp review xong. Thì ốc hương trứng muối á là em thấy trời ơi, ở trên dĩa là chị sẽ có là trứng muối á, là khi xong chị rắc cái trứng muối ở trên nó, cả nhà nhìn nó rất là hấp dẫn. Còn ở dưới thì là cái sốt trứng muối ốc hương nè cả nhà. Em thấy hình như trong đây nó có bắp nữa, bắp nữa nè cameraman. Nhiều, rất là hấp dẫn luôn. Bắp ha. Dạ. Bắp vị ha. Nhưng mà Long ơi, cái món ốc giác nè, anh thấy nguyên cái gan luôn nè. Cái gan này là một trong những cái phần mà rất là ngon của ốc giác. Thì anh xin dành tặng cho em nha. Yeah, cảm ơn nha. Rồi, ốc giác xào mực. Nhưng mà bên đây thiếu một món đó là nước tương. Mình cực kỳ thích ăn cái nước tương với mì luôn. Ăn mình cái vị, anh ăn thử cái vị ốc hương này đi. Trứng muối á. Anh cảm nhận sao? Đỉnh nha. Hiểu không? Cái lưỡi mình chạm vô á, mình muốn né cái trứng muối ra nhưng mà mình phải chạm vô, mình lắc là để mình đẩy cái trứng muối ra một bên. Đó. Tuyệt vời. Nhưng mà quán không gian bây giờ đông lắm Lộc ơi. Rồi. Chiến thôi cả nhà. Mời cả nhà ăn món mì xào ốc giác với mực nha. Chắc em sẽ xin cái đồ để lấy ốc. Cảm ơn. Nước tương á chị, phải tương ớt chị. Để tương ớt không? Để tương ớt không ạ? Nước tương thôi. Giòn lắm em. Dạ. Đúng rồi. Ui, vậy là em dở rồi, anh em lấy bị đứt cái đuôi rồi. Cái này lấy còn kỹ thuật á. Dạ. Nhưng mà anh cũng chưa tới cái trình mà để lấy ống mà còn đuôi á. Ngon quá em ơi, anh phải múc cho em nha. Chưa quên. Cái đuôi anh lấy được không? Vậy hả? Lấy được cái đuôi ra luôn. Được. Mà anh nghe nói là ốc á, là cũng phải ốc tươi thì mới lấy được cái đuôi á. Còn nếu không á thì nó cũng bị tụt vô trong. Nó bị xúc đuôi ra. Đúng không? Đúng rồi. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Rồi, cho anh mượn cái chén, anh lấy mì. Đây, để em cua con ốc này cho. Cua lại đứt rồi. Để giao kỹ thuật lấy tiền miếng. Ốc này ngon á. Mới vô chưa nghe mùi ốc mà nghe mùi tay á. Mùi tay của vợ mình. Được rồi. Sao vậy? Đây. Đây là cái gì con ốc ta? Cái thịt của ốc. Cái thịt của ốc. Nhưng mà chị để cái miếng thịt bự quá em. Dạ. Là mình cảm giác là mình ăn ốc mì xào, ốc giác, mình cứ tưởng là ốc giác xào mì thôi. Không thấy mì đâu. Thì luôn, ốc là một trong những cái món là khoái khẩu của em. Đúng rồi. Nên là đúng là hôm nay mình à, hình như là kênh mình ăn món ốc cũng là một trong những clip mà có thể gọi là đầu tiên á cả nhà. Quay trên kênh á. Dạ. Đó là cảm ơn em đã có một cái bất ngờ để dành tặng anh nói riêng và dành tặng cho những cô chú anh chị xem kênh nói chung. Nhưng mà cái bất ngờ này thì đúng là em muốn tạo bất ngờ cho nên là cũng không có kịp gọi giống như là mấy anh, giống như là anh Hùng hoặc anh Linh. Một phần là cũng do công việc của mấy anh thì rất là bận luôn. Cuối năm nên em cũng hơi ngại. Dạ. Tại vì không phải là mình không gọi đâu cả nhà.
mà cuối năm á, khi mà anh em mỗi người một việc á, Linh thì chạy đi Bình Dương, Hùng thì ở Long An chạy lên xếp đậu phòng, thì mình hẹn nhau đi, có thể là ngày mai hẹn ở bên thứ năm chứ, hẹn ở bên chị Diễm, hoặc là thứ sáu hẹn bên nhà của bạn Như La Cà. Dạ. Thôi em xin phép tiến qua góc bên đây để lấy về một cái món ăn ưa thích. À. Ở nhà thắc mắc sao hôm nay cái chén nước mắm của mình không có ớt, tại vì mình muốn tạo điểm nhấn cho cái clip ngày hôm nay để cho vợ mình luôn luôn tươi thắm và đỏ tươi, vợ mình sẽ bỏ nhiều ớt cho mình. Ngon lắm. Nhầu này giống như là nó còn sống nữa, nó bám vào lưỡi á, nó rút cái làm mình cái lưỡi mình nó cũng như dập bẻ ra, kẹo lưỡi qua bên bán liền. Ủa đây một miếng nước tương nha. Được rồi. Sao sao cái bụng có ốc giác luôn. Nó không, để nó không, nó béo béo nhưng mà đánh đi xa thì mình cũng phải vòng về nhà có món ốc gai đang chờ. Anh mới sáng tạo ra, nó có thể là anh không cần dùng cái kim trong cái món này luôn á, tin không? Đúng rồi, cái đuôi còn nè, nó văng ra ngoài thiệt đó. Mời cả nhà bằng cách này cho ramen, anh sẽ dùng không cần dùng mà đồ anh vẫn lấy là được nha. Cái gai của nó cũng dễ bị gãy á anh, cẩn thận là nó dính vô con ốc luôn á. Thôi lúc này bị phai quá rồi, tại vì đó là do nó vì cái gai này thì khi mà mấy chị mà nướng lên á thì nó sẽ bị dễ giòn. Bị giòn đúng rồi em nha. Sao nhưng mà đúng là chị nói nó ngọt mà nó kiểu nó sần sật á, nó khiến cho mình ăn xong mình muốn, nhưng mà do là cái này mình nói chị là nướng nội á nên nó hơi lạc, mình phải chấm với nước mắm hoặc là muối tiêu á, đúng rồi dạ, nên nó cho nó vừa ăn hơn. Mời cả nhà. Wow. Đặc điểm của con này là cái đuôi nó nhìn nó rất là dài. Dạ. Thì mình nướng ra nó có nguyên một cái đuôi nó dẫn nó luôn nè cả nhà. Thôi thì trong những món ăn ở đây thì anh phải giúp em nè, giúp em cũng lấy được cái đuôi giỏi, anh sẽ giúp em món này nha, tại vì vợ mình ăn càng ăn kia thì cũng phải cần người trợ giúp, nhưng quán chị rất là tinh ý, quán chị đã đập sẵn rồi, đập sẵn luôn. Mình sẽ gỡ ra để mời hấp dẫn cho em. Giọng của anh ơi. Nhưng mà cái này là phải ăn chung với cái nước me. Đây. Đó. Tuyệt vời. Mời camera. Đó. Đập vậy thì cái người nào mà kiểu như là giống như những bạn nữ đó em. Dạ, thì sẽ rất là dễ thích ăn, dạ. Tại vì không phải động tay vào và không phải dùng lực nhiều. Đó. Quán rất là tinh ý nha. Cộng thêm một điểm cho chị Diễm. Nhưng mà càng ghẹ ngon hay không thì mình nhìn vào cái độ múp của cái càng này. Nó quá là múp đi. Nên mời em nhé. Dạ em cảm ơn. Xíu em nó. Em sẽ chấm mấy muối tiêu cho anh. Trong hành trình mà đi tới 20.000 súp này nè cả nhà, thì mình cũng tâm sự là nó cũng hơi bị gian nan á. Tại cái hành trình đầu á, cả nhà coi kênh là mình đã làm 900 video, nhưng mà đa phần là video ngắn không à. Và khi làm cái video ngắn á, có những clip thì cũng lên mấy chục ngàn người xem. Nhưng mà khi mà để được làm clip ngắn mà để được bật kiếm tiền á, phải được 10 triệu lượt xem á nha. Và mình thấy cái đường nó trong gai quá. Và mình làm mình cảm giác là càng về sau một clip mình làm có
2-3 ngàn, 5-6 ngàn, không biết khi nào mới tới 10 triệu người xem được anh. Nên anh Hùng với Linh cũng đã góp ý thử làm clip dài đi. Và khi làm clip dài, làm một clip đầu tiên là anh đã được cái ngưỡng mà giờ xem á, dạ, có thể bật kiếm tiền. Mà mình cũng làm kiểu như tài tử á, nhưng bây giờ có vợ rồi sẽ làm mỗi ngày, cố gắng mỗi ngày một clip. Và thử thách là Tết này mỗi ngày đều có clip cho cả nhà xem, được không em? Dạ được. Yeah. Yeah. Rồi. Nên là cô chú, anh chị và các bạn có yêu thương á, thì mỗi ngày cứ 11:30 mọi người hãy đón xem những cái clip video mới của vợ chồng con nha. Cảm ơn mọi người. Rồi, bây giờ thì anh nghĩ là mình phải tấn công mạnh lên, mình ăn mãnh liệt lên. Nếu mình ăn nãy giờ là kèo kèo mấy cô chú anh chị nó trời ơi ủng hộ nãy giờ mà không ăn mạnh hết, phải ăn mạnh thôi. Dạ. Đó. Em cũng sẽ ăn với mắt luôn. Chiến nó. Ừ. Còn một con này mình sẽ chừa riêng cho cameraman. Chút cameraman dứt. Đúng đó, là hồi nãy lúc mà em gọi món anh, cái mà xà lông này nè, làm cho em nhìn em ghiền luôn á, tại vì nó quá mập. Múc hả? Dạ. Nhưng mà nãy giờ em có một món mình vẫn chưa ăn tới, đó là ốc cà na. Nên anh xin phép ăn ốc cà na. Và anh sẽ dành cho em một con hầu. Món này thanh niên này khoái lắm, miệng thích ăn. Đây, ốc cà na rang muối. Sẽ chấm với muối luôn đó nha. Nếu mà đúng á, theo mình nhận xét á, cái ốc cà na này là loại này là loại to nè. Dạ. Và theo cái độ bám muối thì mình phải làm bám muối hơn xíu nữa thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà đúng á, là ốc chỗ chỉ rất là tươi luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Tiền nào của đó cả nhà. Đúng là cái vị phô mai ở chỗ chị làm á rất là vừa ăn luôn. Ăn vào mình nhớ tới ai? Nhớ tới ai là sao? Ăn phô mai vào mình nhớ tới ai? Không biết luôn. Mình nhớ tới Mai Thế Giới Bò. Đây là Vĩnh Khánh, nhưng mà cái Vĩnh Khánh này là Vĩnh Khánh khúc cuối. Còn Vĩnh Khánh chỗ chị Mai bên Dương là Vĩnh Khánh khúc đầu em. Mai á là cái phô mai của chị Mai á là cái phô mai mà kéo cỡi được. Phô mai này là chị làm phô mai cục quá cả nhà, phô mai viên á. Cái con ốc cà na này nha, anh tặng em con bự nhất nè. Ăn nó giống như là hạt dưa nhá. Cà na này là mọi người ta rang muối á là nó dính cái lớp muối cho nên nè. Đúng rồi. Kiểu như mình ăn vào á mình cứ muốn ăn tiếp vậy em. Nó bị cuốn. Bị cuốn quá. Nên mình xin phép ăn sò điệp để không bị cuốn nữa. Cái đồ hồi nãy ấy ốc của em đâu rồi? Nào bị quấn vô luôn. Cho em xin cái đồ. Dạ. Yeah. Nãy thì vợ mình sắn ra nhưng mà mình xin phép là lụm tròn một con luôn để cho cả nhà thấy hương vị tôm ngon tròn vị yêu thương. Được rồi, vô em. Dạ. Vô. Quá đã. Cả nhà nha. Cả nhà, cái đó là trời, hai đứa này ăn nó mờ hoài, khách sáo quá. Nhưng mà kiểu như là không biết cảm ơn, không biết không cảm ơn cả nhà thế nào. Thì em nhìn cái sò điệp đó em thấy ghiền quá à. Đây. Mời em. Yeah, cảm ơn nha. Sò điệp nhìn một cách là bắt mắt liền, ghiền to. Ghiền liền, ghiền liền. Mờ lem liền. Dạ. Rồi. Trong lúc đó thì mình sẽ ăn thêm một miếng nghêu hấp thái nữa cả nhà. Kiểu như khi ăn những cái món ốc em, nó khiến cho mình thấy cái nó đầy cái bàn á, nhưng mà cảm giác no á thì nó sẽ không no quá. Tại vì ốc thì nó lớp vỏ nó nhiều cả nhà.
à, ngon nha, nhưng mà xả nhiều. Xả nhiều hả? Xả nhiều khiến mình hấp vào mình dính xả. Cái đó là hồi nãy em gọi là nghêu hấp thái á. À. Nhưng mà xả kiểu giống như là ăn cắt rất là nhuyễn, khiến cho nó cắn vào nó dậy mùi lắm em. Ngon. Không biết là cái chén nó bị nứt không ta. Coi luôn. Đây một cái chén. Chắc là nó hơi bị nứt đó cả nhà. Mình lấy chén này nha. Ok. Thôi. Thì clip thì chắc cũng tương đối rồi cả nhà. Nhưng nên mình xin dừng clip một xíu để cameraman cùng vào ăn cho nó còn nóng đó cả nhà. Sau đó mình sẽ quay cái kết clip cho cả nhà nha. Thì trong lúc mà cameraman ngắt clip á để vào á, thì mình cũng sẽ bật mí một cái rất là quan trọng, đó là liên quan tới những cái set quà Tết của mình này cả nhà. Rồi em lấy cho mình cái set quà đó. Dạ. Rồi. Dạ đây là set quà. Thì vợ chồng mình cũng đã đi tới những ngày cuối của cái chương trình mà làm set quà rồi, thì không chờ gì nữa, giới thiệu nhanh tại nhạc lên rồi cả nhà ơi, máu quá rồi. Rồi đây, ở đây có một em này thì phải che lại. Ở đây á, thì em sẽ có là giò xông khói nha cả nhà, xúc xích xông khói, có đậu phộng của anh Vinh Đi Hùng, có cá cơm và có gà xông khói nha cả nhà. Vì YouTube nên mình xin che lại, nhưng mà có một cái salam nữa em, dưới cây xúc xích. À dạ đúng rồi, em tay xót quá. Có salam nữa cả nhà. Có salam nha cả nhà. Rồi thì chương trình này đang áp dụng ưu tiên cho những mà anh em ở Sài Gòn nha cả nhà. Dạ. Anh em Sài Gòn nhanh chóng để đặt, vì mình sẽ có những cái mồ tạc vàng để gửi tặng cho cả nhà. Riêng những cái set quà này sẽ có chương trình tặng mồ tạc khi các bạn mua những cái set quà với số lượng nhiều ha. Rồi bây giờ mình sẽ dừng clip ở đây thôi. Như một bịch vậy. Rồi con còn mấy bịch? 3 bịch đúng không? Rồi vậy tôi lấy 3 bịch nha, ủng hộ con. Cho con con ốc. Rồi 60 đúng không? Hồi nãy. Rồi. Rồi. Lấy cái muỗng. Con lấy cái muỗng con ăn nha. Rồi, cho con 2 con luôn nè. Muỗng này nè. Đây. Gì? Ăn 2 con luôn đi. Cho con 2 con luôn á. 2 con thích ăn ghẹ không? Hết nóng mà. Sao không ăn 2 con mà ăn 1 con vợ? Rồi. Học lớp mấy rồi? Ăn giấy kìa, ăn giấy cho bé mà. Rồi cho con cái giấy nè. Đáng nha, đáng hôm nay bán hết rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm nha. Ok. Mà nhớ đi học đi, chứ không đi học là sau này mình cứ đi bán hoài luôn á. Thấy chưa? Rồi đi nha. Bye bye. Rồi bây giờ mình sẽ xuyến tiếp đây cả nhà ơi. Rồi nhạc cũng đã vơi vơi rồi em ơi, tranh thủ mình chiến cái là mình sẽ kết clip nha. Rồi đây là con hầu cuối đây. Nãy vợ mình ăn nhìn phô mai giờ cũng hơi ngấy á. Em ăn á, em thèm, lúc đầu em thèm, hôm qua kinh khủng em ăn cái mà sò điệp á. Bây giờ ngán phô mai luôn cả nhà. Nhưng mà trong lúc mà mình ăn á thì chắc là cũng tâm sự rằng vợ mình cũng chia sẻ về tại sao có buổi tiệc ngày hôm nay nha. Dạ thì cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay kênh của em á là đã được 20.000 sub rồi, thì chân thành cảm ơn luôn là mọi người đã ủng hộ vợ chồng tụi em trong thời gian vừa qua nha. Thì clip tới đây cũng đã dài rồi đó cả nhà, cho nên là mọi người có bình luận, có
góp ý gì thì hãy để lại dưới bình luận giúp em, để vợ chồng em có thể có nhiều clip tốt hơn gửi tới cô chú anh chị và các bạn nha. Rồi quá là cay rồi, nhưng mà ăn vào đây á cái mũi, anh đi mẹ cái mũi dính luôn. ăn vào đây thì mình không hề bị cay hết, tại vì mình thấy quá ngọt ngào. Ngọt ngào vì tình cảm của cô chú anh chị cũng như là vợ mình dành cho mình ngày hôm nay. Thì đó là động lực để mình có thể ra nhiều clip hấp dẫn hơn. Mà quan trọng ở đây là món ăn đó em. Thì thấy món nào cũng có một nét riêng và chị chủ chăm chút cái món ăn, từ cái cách mà nêm nếm cho tới cách bày trí á. Thì những cái như là tóp mỡ này kia là mình thấy món nào cũng sẽ có tóp mỡ hết. Nhưng mà ăn ở đây á thì vào nó sẽ không bị ngán, nó cảm giác nó tạo cho món ăn á có sự kích thích nữa. Rồi càng ghẹ thì đúng như chị nói á, chị làm cái càng ghẹ này rất là kiểu như là chỉnh chu, có đập giả nhẹ ra để cho mình khi mình ăn á mình chỉ việc tách ra là mình ăn được luôn. Rồi món mà chắc là em ưa thích nhất là món này. Dạ. Ốc hương xào trứng muối. Đó. Nhưng mà em thích hết tất cả món ở đây luôn. Còn chờ gì nữa mà không tới với ốc diễm à? Ở số 80 Vĩnh Khánh, phường 10, quận 4. Đó. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ ngắt máy và hẹn gặp lại cả nhà trong clip tiếp theo. Có thể quy tụ những anh em mình đông hơn, vui hơn nữa nha cả nhà. Rồi, chào cả nhà. Tạm biệt mọi người.